Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quá Stock Trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường cho phiên giao dịch ngày 31 tháng 5 Thì trong video trước đó Thành đã có chia sẻ cho anh chị các cổ phiếu để mà anh chị có thể là đầu tư mua trong phiên hôm nay hoặc là một vài phiên giao dịch sắp tới Đúng không ạ? Và trong các các cổ phiếu đấy Thành cũng đã chọn lọc ra cho anh chị rất là nhiều cái nhóm ngành rồi Và phần lớn nó sẽ tập trung vào các cái cổ phiếu nào đó mà nó chưa tăng và nó vẫn có câu chuyện nhưng mà nó chưa tăng mạnh trong giai đoạn vừa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tận dụng để mà đầu tư vào các cổ phiếu này nó vẫn sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là anh chị đầu tư vào các cái cổ phiếu mà nó đã tăng mạnh hoặc là đã tăng nóng ở thời điểm hiện tại chẳng hạn như những cái nhóm ngành như là đầu tư công như là chứng khoán như là khu công nghiệp thì đây là những cái nhóm ngành mà nó đã tăng rất là mạnh rất là tốt ở giai đoạn trước đó rồi Nên là cá nhân thành thì với việc là mua mới đối với các cổ phiếu này thì thành lại không có ưu tiên lắm bởi vì sao bởi vì nếu mà các cổ phiếu này á cái đà răng của nó vẫn còn ha mặc dù là nó vẫn còn nhưng mà nó sao nó sẽ còn rất hẹp và rất ít thành lấy ví dụ đi đối với cổ phiếu SI thành đang dự kiến là nó sẽ vận động theo cái hướng này à, theo cái mô hình này thì nó sẽ có một cái kháng cự qua đâu đó vùng giả 24.x và nếu mà anh chị mua được ha, thành cho rằng nếu mà nó test về đâu khoảng 23 anh chị mua được giá 23 luôn thì về 4.x 24.x thì anh chị lãi đâu đó khoảng 5 chấm mấy phần trăm thôi đó khoảng 5 chấm mấy gần 6 phần trăm nhưng nếu câu chuyện anh chị chọn những cái cổ phiếu khác thành lấy ví dụ như ở thời điểm hiện tại các cổ phiếu như là ở nhóm ngành thịt heo nè chẳng hạn như vậy thì với một phiên tăng của nó thôi thì anh chị cũng đã có được năm chấm mấy phần trăm rồi đấy so với việc mình phải ngồi chờ những cái ông như ông chứng khoán đồ này nọ ông tăng lên đó thì đó là cái lý do tại sao mà thành lại tập trung nhiều hơn vào những cái nhóm ngành cap khác như là dệt may thủy sản rồi lương thực thực phẩm rồi thịt heo rồi cái nhóm ngành mà hút tiền nhiều nhất có thể là phải kể đến đó là bất động sản ha đấy thì ở bất động sản thì trong cái nhịp hôm nay nó cũng chủ đạo vẫn là dành cho thôi phải chưa có những cái tín hiệu gì quá vượt trội chỉ có một vài cổ phiếu này nó tăng tích cực và cuối phiên nó cũng bị trả điểm đó như là có idj nè con này thì trước đó thành có chia sẻ cho các anh chị rồi đúng không đó thì đây là về cái, cái, cái định hướng của thành đối với thị trường ở thời điểm hiện tại luôn và đến bây giờ thành vẫn không thay đổi à, sau một cái nhịp giảm một cái nhịp điều chỉnh như thế này thành vẫn không có thay đổi đương nhiên là nếu mà anh chị nắm được cổ phiếu tốt á, thì anh chị thấy là sau một cái nhịp rung lắc của thị trường như trong ngày hôm nay á, thì cái danh mục của mình nó chả bị thiệt hại gì cả đúng không ạ còn nếu mà mình nắm các cổ phiếu mà nó đã tăng nhanh tăng mạnh rồi hoặc là mình liên tục mình mua thêm cổ phiếu tức là cổ phiếu càng tăng lên thì anh chị càng mua trung bình giá lên thì lúc đó cái giá vốn của anh chị nó đội lên rất là cao và khi mà chỉ cần một cái cổ phiếu như lấy ví dụ như con VCG đi đó điều chỉnh một nhịp như này thôi là có thể là mình về gần giá vốn hoặc là mình quay ra mình lỗ ngay luôn trong khi trước đó đang lãi rất là tốt đấy thì đó là đây cũng là cái vấn đề mà trong khi cái thị trường mà nó liên tục nó tăng lên và dòng tiền liên tục luân chuyển như thế này ở thời điểm hiện tại nên à, là cũng anh chị cũng cần phải lưu ý đoạn này thì thành nghĩa là anh chị nào mà nếu đã nắm hàng được các cổ phiếu tốt rồi như đầu tư công như dầu khí như uh, chứng khoán hoặc là khu công nghiệp á thì anh chị cứ yên tâm anh chị nắm giữ đi và mình chờ đợi mình chốt lại chốt cái cổ phiếu đó ở những cái vùng giá thích hợp thôi chúng ta chưa cần phải vội để mà chúng ta mua bán liên tục ở thời điểm hiện tại đâu ha đó là một cái sai lầm rất là lớn của phần lớn nhà tư trên thị trường ha rồi nãy giờ mình lan man mình chia sẻ về cái góc nhìn của thị trường ở thời điểm hiện tại rồi thì mình quay trở lại đi đối với cái diễn biến thị trường ngày hôm nay thì theo góc độ cá nhân của thành thành cho nó là không tích cực à thành cho không tích cực trong phiên dịch ngày hôm nay bởi vì sao nó có sẽ có một vài yếu tố thứ nhất á, là khi mà anh chị nhìn về cái khối lượng á, thì thật ra cái khối lượng như thế này nó không tốt anh chị như anh chị nói là ở lực cung đang lực cầu đang hấp thụ lực cung tại những cái vùng này khi mà chỉ số nó liên tục nó có hai phiên nó test về cái đường xu hướng giảm trong trung hạn nè đấy và test về rất là thành công đúng không mặc dù có những nhịp rút chân đấy nhưng mà sao nhưng mà với cái thanh khoản này thì nó không phù hợp cho một cái nhịp test đó anh chị cứ để ý đi anh chị để ý giúp thành đi ở trong những cái dịp mà nó test về đường xu hướng đi thành chưa nói cái đường màu cam nha thành nói đường màu đen thôi đấy để thành tắt hai cái đường em mây để anh chị dễ hình dung đó thế bây giờ trong hai cái nhịp test nè trong hai cái nhịp test ở cái đường màu đen đi thì anh chị thấy là cái khối lượng nó như thế nào anh chị đấy cái khối lượng nó vẫn duy trì mức thấp đúng không thì sau đó nó mới tăng lên lại tốt được. Đó phần lớn các cái 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 diễn biến của cổ phiếu nó đều như vậy hết, diễn biến của chỉ số nó sẽ như vậy. Đó, thì khi mà test lại với thanh khoản thấp á, thì sau đó chỉ số nó mới tăng lên được. Còn nếu mà cứ test lại mà thanh khoản cao như thế này á thì có lẽ chỉ số nó sẽ chưa tăng được ngay ha, chưa tăng được ngay trong những giai đoạn sắp tới đâu mà nó sẽ tiếp tục rằng co hãy đến khi nào cái khối lượng này nè cái khối lượng này nó duy trì ở những mức thấp rồi có thể nói là quanh mức trung bình 20 phiên thôi thì lúc đó nó sẽ tạo cái đà tăng tốt hơn cho chỉ số trong giai đoạn sắp tới ha. À, thì đây là cái góc nhìn của thành về thị trường mặc dù hôm nay là đóng cửa cũng khá là tích cực rồi đó và nhìn về cái khung đồ thị một h là cũng có một cái phiên rút chân ở cuối cùng rất là tốt rồi ha những cái phiên rút chân như thế này nè rất là tích cực và rất là khả quan rồi nhưng mà về khối lượng thì nó chưa khả quan lắm là đòi hỏi chúng ta cần phải kiên nhẫn thêm và chúng ta chờ xem là cái diễn biến của dòng tiền trong những phiên giao dịch sắp tới nó như thế nào và đối với các đội cá nhân của thành á, thì liệu như anh chị vẫn hỏi thành là liệu sau những hai phiên như thế này rồi á thì thị trường nó có rơi nữa hay không à nó có nó nó bắt đầu vào đà giảm hay là uh, vào nhịp rơi hay không trong giai đoạn sắp tới hay không thì cái đó thì mình ở thời điểm hiện tại là mình chưa có thể nào mình lường trước được nhưng cái câu chuyện của chúng ta chúng ta vẫn sẽ thấy là sao ạ nó tích lũy như vậy ha à, nó test lại như vậy thì bắt buộc nó phải tích lũy một đoạn à, một một đoạn nữa vài phiên nữa rồi sau đó gì ạ à, nếu mà tích cực dòng tiền đủ mạnh thì nó sẽ lên và nó bứt phá được cái vùng kháng cự phía bên trên này quanh 1080 cho tới 1084 ha à. còn nếu mà lực cầu nó không đủ mạnh thì nó tích lũy vài phiên sau đó thì nó sẽ tiếp tục gì ạ à, tiếp tục là rơi trong những cái đoạn sắp tới đó thì về góc độ kỹ thuật á thì chúng ta sẽ thấy là chỉ số nó vẫn may mắn là thứ nhất là nó test lại thành công cái đường xu hướng giảm trong trong trung hạn và nó cũng giữ vững được cái đường xu hướng giảm trong trong ngắn hạn ha nên đây cũng là những cái nhịp những cái động thái rất là tốt của chỉ số đấy nên là chỉ số nó vẫn còn cái vùng để mà nó nâng đỡ ở thời điểm hiện tại và nếu mà trong những nhịp sắp tới chỉ số nó tiếp tục rằng co thì việc mà chỉ số nó rằng co nó test lại cái đường xu hướng giảm trong ngắn hạn như thế này á đó quanh đường xu hướng giảm nó test lại một lần nữa mà nó bật lên là chiều hoàn toàn bình thường ha. đó Nên là thành vẫn đang kỳ vọng là nó sẽ có những cái nhịp test về đây Nó bật lên Nó là những cái nhịp mà nó rung lắc vài điểm như thế này Thành thấy nó không phải là một cái vấn đề lớn của chỉ số ở thời điểm hiện tại ha Đấy thì về đây cũng quanh 1070 thôi Đấy thì nó có đà tốt thì nó sẽ bật lên trong những nhịp Trong những phiên giao dịch sắp tới Tuy nhiên trong những nhịp bật lên này thì anh chị thấy là như thành nói á, nó cũng sẽ về lăn quanh vùng này thôi hoặc là tích cực hơn nữa thì nó về được quanh ngàn mốt thôi nó sẽ khó đi xa được trong những nhịp trong những giai đoạn sắp tới lắm bởi vì những cái tin tức những cái yếu tố về thị trường về cổ phiếu nè hoặc là về các cái nhóm ngành ở thời điểm hiện tại nó đã được, được công bố ra hết rồi và gần như không có một cái động lực gì quá lớn nữa để mà chỉ số có thể là tăng giá tiếp tục trong giai đoạn sắp tới à, nên là những cái nhịp điều chỉnh, những cái nhịp test như thế này đấy, nó chỉ dành cho anh, những anh chị nào chọn đục đúng, đúng cổ phiếu thì anh chị sẽ kiếm được đúng lợi nhuận lợi nhuận tốt hơn, hiệu quả hơn trong giai đoạn sắp tới còn nếu mà mình không chọn được đúng cổ phiếu thì mình cứ yên tâm nắm giữ các cái cổ phiếu của mình đấy, yên tâm nắm giữ các cổ phiếu của mình, không cần phải mua mới làm gì trong giai đoạn sắp tới đâu hả à, cứ nắm nhiều cổ phiếu của mình thôi rồi chờ nó đạt được những cái target nhất định thì mình sẽ chốt lại đối với các cổ phiếu đó rồi thì một cái yếu tố nữa thì anh chị cần phải lưu ý đối là về khối ngoại thì khối ngoại ngày hôm nay họ bán rồng cũng tương đối nhiều à, anh chị lưu ý ha khi mà xét về thanh khoản của khối ngoại nè thì hôm nay nó không có tập trung vào các cổ phiếu như là S-SIM hoặc là Novaland nữa anh à, nó chỉ bán thêm một phần nữa thôi đấy nhưng mà cái lượng là anh chị thấy là nếu mà loại bỏ những ông này ra thì anh chị thấy là khối ngoại vẫn bán rồng đâu đó khoảng gần 300 tỷ, đúng không? Thì với lượng bán rồng này nó vẫn rất là lớn ở thời điểm hiện tại đối với cái thị trường chung của chúng ta. Và tổng thể trong vòng hơn một tuần trở lại đây thì khối ngoại vẫn liên tục duy trì cái đà bán rồng. À, cho dù hai cái phiên những cái phiên mua rồng ở giai đoạn trước đó nhưng mà tổng thể thì vẫn trong giai đoạn bán rồng mà thôi đấy thì đây vẫn là một cái áp lực vô hình cho chỉ số thì nó cũng sẽ tạo áp lực lên chỉ số khiến là các cái cổ phiếu dẫn dắt là những nhóm ngân hàng nè hoặc là các cổ phiếu như là chứng khoán hoặc là bất động sản uh, sorry mọi người chứng khoán hoặc là gì không? ngân hàng hoặc là khu công nghiệp nè đấy các cái cổ phiếu tăng mạnh đó, nó sẽ khó để mà có một cái đà tăng tiếp theo trong giai đoạn sắp tới ấy thì đây cũng là một cái áp lực về khối ngoại ha nhưng ở khi mà xét và đánh giá kỹ hơn thì anh chị nhìn về ngày hôm nay khi mà cái rổ vn30 nó giảm đâu đó tới hơn 5 điểm 5.5 điểm nhưng mà cái chỉ số vn nó chỉ giảm đâu đó gần 3 điểm thôi tức là cái đà giảm của chỉ số vn ở thời điểm hiện tại nó bị tác động bởi vn30 khá là nhiều đúng không ạ và những cái cổ phiếu tác động chính tới cái cái đà giảm của vn30 là nó chính xác hơn đà giảm của vn đó là vinhome đó là Vietcombank, đó là VIC và đó là VRE, nhìn chung là bốn cổ phiếu tác động nhiều nhất á. Nó thuộc dạng là bốn cái cổ phiếu trụ và nó mang hơi hướng điều tiết thị trường. Thì trước đây cũng chính những cái cổ phiếu này kéo đà tăng cho chỉ số. Thì bây giờ quay lại những ông này bị giảm, những ông này điều chỉnh thì nói gì ạ? À? Nó sẽ điều chỉnh cái đà tăng của chỉ số thôi, đó, không vấn đề gì hết. Đó và anh chị thấy nè, nhưng con Vinhome nó giảm như vậy á là nó đóng góp vào VN-Index nó giảm khoảng 1.5 điểm, đúng không ạ? Và con Vietcombank thì nó giảm khoảng gần 0.6 điểm. Còn gọi là con VIC, con VICK thì giảm khoảng 0.38, còn VRE thì cũng giảm 0.34. Đấy thì anh chị thấy bốn con này á nó tổng hợp lại thì nó giảm đâu đó cũng gần hơn 3 điểm rồi đúng không ạ hơn 3 điểm rồi thì có thể là loại bỏ đà giảm của bốn con này ra thì có phải là thị trường nó vẫn đang duy trì cho chúng ta được cái sắc xanh đúng không đó ở đây là những cái góc nhìn để những cái chia sẻ để mình chị thấy là thị trường nó đang bị tác động bởi một số cái cổ phiếu tương đối nhiều đấy, tương đối lớn đó và những cái cổ phiếu mà anh chị có thể là mua mới ở thời điểm hiện tại thì một tí nữa hành sẽ chia sẻ nhưng mà nhìn chung vẫn tập trung nhiều vào các cổ phiếu mid cap hoặc là một vài cổ phiếu bất động sản uh, trong giai đoạn sắp tới mà thôi à, anh chị lưu ý nha rồi, tiếp theo đó hành hành chia sẻ thêm cái tin việc Nova việc việc Hoa Sen bị cắt mặt zin ở thời điểm hiện tại thì liệu cái lý do Hoa Sen bị cắt vaccine đó là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất xác xác 6 tháng là số âm. có nghĩa là lợi nhuận âm liên tục trong vòng bao nhiêu tháng, bao nhiêu quý á thì cái cổ phiếu đó sẽ đưa về dạng theo dõi đưa về dạng quan sát hoặc là kiểm soát đặc biệt hoặc là bị cắt margin chẳng hạn như vậy đó thì đây cũng là một cái điều hoàn toàn bình thường ha? và với cái một cái việc một cái doanh nghiệp thép như hoa sen hoặc là những Nam kim đấy có một cái lợi nhuận âm trong cái giai đoạn vừa rồi thì gần như là không có yếu tố gì quá bất ngờ hết chị ha đó nó không có yếu tố gì quá bất ngờ hết tại vì sao tại vì những cái ngành thép thì thành chúng ta cũng đã có đánh giá chúng ta cũng đã có review rồi nó sẽ còn tiếp tục khó ở trong giai đoạn quý 1 và quý 2 đầu năm này đó. Nên là nó sẽ tạo áp lực cho thị trường cho 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 giá cổ phiếu và cái áp lực về việc không margin ở thời điểm hiện tại là điều hoàn toàn bình thường còn việc giao dịch các cổ phiếu này ở các công ty chứng khoán thì margin nó vẫn bình thường anh chị ha bây giờ ở margin nó vẫn bình thường đấy nên là đây là các những cái yếu tố những cái tin tức mạnh tác động về tâm lý nhà đầu tư thôi và thêm cả thị trường nó đang giảm nó đang điều chỉnh nữa thì những cái tin tức Như thế này nó sẽ tác động tâm lý mạnh hơn chứ về bản chất thì nó cũng không có có cái gì là đột biến hay không có gì là vượt trội hoặc là không có gì là nó nó tác động thẳng vào cái cái việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hết nên là những cái yếu tố này nó chỉ mang tính chất tâm lý mà thôi hả anh chị nào có đầu tư thì lưu ý và theo dõi giúp thành lại những cái vấn đề này ha rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua các cái cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý trong giai đoạn sắp tới thì thật ra đối với những cái cổ phiếu này thành khuyến nghị thành chia sẻ thì dành cho những anh chị nào mà trong danh mục chỉ có vài cổ phiếu một hai cổ phiếu hay là chưa mua được cổ phiếu nào thì mình đầu tư thôi hoặc là giai đoạn vừa rồi lỡ bán bớt cổ phiếu và bây giờ muốn mua lại ấy, ấy thì có thể là canh và cân nhắc đầu tư thôi chứ còn ở thật ra ở thời điểm hiện tại anh chị nào mà đã có tầm ba bốn cổ phiếu thì cứ yên vị nắm các cổ phiếu đó của mình đi và chờ dòng tiền nó tới thì lúc đó chúng ta sẽ canh để mà chúng ta chốt lời thôi Nên là chúng ta cũng không cần phải chuyển đổi qua các cổ phiếu của thành làm gì à thật ra lúc những cái lúc như thế này thì hành sẽ ưu tiên theo dõi là chính à, theo dõi là chủ đạo chứ còn còn cái việc mua mới thì cũng sẽ cân nhắc nhiều điều. Đó nên là chị nào có đầu tư thì lưu ý. Thì về cái nhóm ngành ngân hàng á, thì hành sẽ lướt sơ qua thôi tại vì các cái cổ phiếu ngân hàng á, ở thời điểm hiện tại cái áp lực nó vẫn còn nên là cái 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 đà tăng nó sẽ được chưa được thuận lợi cho lắm ở thời điểm này. Nên là hành sẽ không có ưu tiên nhiều mà anh chị nào mà thích ngành ngân hàng thì gần như là chỉ đầu tư theo cái sự an toàn đó Đó mình thích sự an toàn thì mình sẽ chọn cổ phiếu ngân hàng. Đó anh chị thấy như là Vietcom như là BIDV ha đấy thì đó là các cái cổ phiếu mà mang tới hướng an toàn cho các anh chị và ngân hàng thành cũng có lọc ra cho anh chị một vài cổ phiếu rồi đúng không nào là mb nè nào là stb nè ấy nào là tb bank thì hôm nay chạy rất là tốt ha đó anh chị thấy là nếu mà thị trường mà nó giảm mà nó rơi á mà cái cổ phiếu mà nó nó vẫn còn cổ phiếu chạy tốt như thế này á mà đặc biệt là những cổ phiếu dẫn dắt á thì chắc chắn nó sẽ chưa có rơi ngay đâu nên là anh chị nào có đầu tư thì chúng ta cũng lưu ý chúng ta cũng hạn chế cái việc là chúng ta hoảng loạn và chúng ta bán tháo theo thị trường chung thì thật ra thành thấy cái đó là một cái điều nó không nên ở thời điểm hiện tại à, rồi đấy thì cái cổ phiếu này nó vẫn tăng rất là tốt rồi à, chỉ có cái cổ phiếu như là hôm trước thành có chia sẻ như ông như là ông vbank nó vẫn còn ở vùng nền thì anh chị nào thích thì anh chị đầu tư thôi còn những cái mã còn lại thì nó đã qua cái điểm mua rồi nhìn chung là anh chị có hàng thì anh chị nắm giữ thôi đấy thành có gợi ý là lbank nè tbank nè à, stb nè mb nè đấy techcom nè đó thì đó những cái cổ phiếu này nó đã qua cái điểm mua đẹp rồi nên là chị cân nhắc lại chút thôi chứ còn việc mua mới thì có thể là tham khảo của vi vay anh chị nào có đầu tư thì lưu ý <laughs> đương nhiên là ngân hàng là phải chọn cái xu hướng an toàn nha chứ không không có kỳ vọng mà một cái lợi nhuận đột biến cho các cổ phiếu ngân hàng được ở thời điểm hiện tại rồi, về nhóm ngành chứng khoán thì nãy Thành có chia sẻ rồi đúng không? Ở đầu video Thành có hướng dẫn rồi. Thì đối với các cổ phiếu chứng khoán là việc làm của anh chị là bây giờ chỉ có gọi là nắm giữ cổ phiếu và chờ những cái vùng chốt lời đó. Chứ việc mà anh chị mua thêm á, lợi nhuận nó không có bao nhiêu hết mà nó sẽ rất là khó khăn cho cái quá trình đầu tư của mình ở thời điểm hiện tại. Như con SSI nè, hoặc là con VND nè. Đó, các cái cổ phiếu này trong việc làm của anh chị là anh chị chỉ cần nắm giữ hàng thật chặt thôi. Mình đừng có để rơi hàng giữa đường rồi là được rồi. Tại vì nếu mà anh chị rơi cái đoạn này á sau này nó có lên được 18, 19 hoặc là 20 phía bên trên á thì anh chị mua lại rất là khó, ha? anh chị mua lại rất là khó anh chị ha nên là anh chị lưu ý cái này lại giúp thành đấy con VCI ở thời điểm hiện tại đấy nó cũng sẽ tương tự như thế thôi đấy nếu mà nó có nhịp test thì anh chị mua còn không thì nó cứ nó cứ đi lên đâu đó khoảng quanh 36 thì anh chị canh anh chị chốt lời dần thôi tại vì cái này là cái vùng đỉnh lịch sử của nó rồi vùng đỉnh uh, vùng đỉnh sorry mọi người vùng đỉnh trước đó của nó rồi vùng đỉnh này khá là mạnh ở chưa có lần nào trong cái là trong cái đợt giảm trong cái đợt đau trên vừa rồi ấy, thì chưa có lần nào chỉ số nó quay lên lại nó thử thách cái vùng đỉnh này hết nên là để mà nó quay lên lại thử thách cái vùng này mà nó vượt được luôn á thì chắc chắn sẽ rất là khó đúng không ạ? À? Đấy và trong giai đoạn mà thanh khoản nó như thế này nữa, anh chị nào có đầu tư thì chị nên lưu ý một chút, để chị cứ, cứ theo dõi thôi. Tại vì bây giờ mình đặt vào trong một cái trường hợp đơn giản đi, nếu mà anh chị mua cổ phiếu, anh à, chị lỡ mua con VCA không may mắn, mình lỡ mua trúng cái vùng đỉnh này đi. Đấy thì có phải là mình cơ cấu giá mình nắm giữ cho tới cái thời điểm hiện tại là nó mới quay về giá vốn của mình Thì có phải là lúc mình nắm giữ đâu đó khoảng gần 6 tháng đúng không gần hơn 6 tháng trời Đấy hơn 6 tháng trời thì tới đây nó về gần quanh vốn thì cái cái hành động hoặc là cái, cái suy nghĩ đầu tiên của mình đối với cổ phiếu này là gì ạ à? Có phải là mình đang muốn bán đại cổ phiếu này đi cho rồi không nắm lâu quá rồi bây giờ mừng quá về bờ rồi thì muốn bán đúng không nó, có tâm lý chính của mình là như vậy, đấy nên là khi mà cái cổ phiếu nó quay về đây thì người ta sẽ gì vậy? nhanh chóng người ta, người ta bán bớt cái cổ phiếu cho mình, hoặc là khi mà nó về những vùng này anh chị có thể là mua trung bình giá, đấy thì lên đây anh chị cũng đã có lợi, có 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 lãi nhiều rồi, nên anh chị cũng canh anh chị bán đối với các cổ phiếu này của mình, đúng không? đấy, đó, con HCM thì nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi, nên là anh chị lưu ý cái kháng cự nó bên trên vẫn còn mà, đúng không? đây cũng là một cái vùng đỉnh mà chưa bao giờ nó vượt qua được cái vùng kháng cự này đấy nên là mình cứ canh về những vùng này thì mình canh chốt lời cho các cổ phiếu thôi đấy SSS thì cũng sẽ tương tự như thế nó vẫn còn những vùng kháng cự như con này là quanh giá 12 nè còn cái vùng kháng cự khá là gần đó nên là đối với các cổ phiếu chứng khoán thì cá nhân thành thấy là anh chị nào có hàng thì cứ chờ cái vùng chốt lời thôi còn việc mua mới ở đoạn này thì anh sẽ không ưu tiên hả à rồi thì ban chứng rồi là phải có thép đúng không thép thì ở thời điểm hiện tại thì cái nhóm mà lướt tốt thì có thể là lưu ý là năm kim thôi đó. Đó, anh chị nào thích lướt thì chọn năm kim còn anh chị nào thích an toàn đánh cầm dài được đó, thì chọn HBG có HBG mà nó cứ dưới tầm 20 á ha uh, sorry mọi người dưới tầm 21 á, là vùng 20 ít thì anh chị canh anh chị mua vẫn được đối với con HPG mua cầm dài luôn hoặc vẫn không sao thì con hoa sen ở thời điểm hiện tại mặc dù là áp lực tin tức nhưng mà nó vẫn giữ được cái vùng nền này thì chúng ta tạm theo dõi thử xem cái diễn biến của nó vài phiên tới như thế nào đấy nếu mà anh chị nào có thích mua mới thì có thể là xem những cái nhịp cân bằng á nó mà cân bằng và thanh khoản nó duy trì lại mức thấp á, trong cái vùng biên độ từ đó đó khoảng 15.3 cho tới khoảng là 15.8 15.7 gì đó đó về quanh cái vùng này nè mà nó giữ được và thanh khoản thấp á, thì anh chị có thể là anh chị canh mua được cho cổ phiếu uh, thép trong giai đoạn sắp tới hả à. rồi hôm qua là có phiếu anh chị cái ngành bán lẻ đúng không Ngành bán lẻ thì hôm nay có cổ phiếu nào có nhịp điều chỉnh thì mình mới mua thôi chứ thật ra hôm nay ít cổ phiếu bán lẻ nó điều chỉnh lắm như con có FRT nó chỉnh về cái vùng nền nè thì anh chị nào có thích thì anh chị canh mua nó vẫn được đấy, chẳng hạn như những con như Hasako nè hoặc là bét nè đấy những con này thì nó ít khi nó chỉnh mà nó nó gọi là nó chỉnh không có nhiều á như DGD nè nó chỉnh không có nhiều nên là đối với các cổ phiếu này thì anh chị nào có hàng trước đó thì nắm giữ còn mua mới thì chắc là phải chờ thêm những cái nhịp test về cái đường chạy chéo phía bên dưới để mà anh chị canh mua trong những nhịp sắp sắp tới ha đó thì đó là về cái nhóm ngành bán lẻ rồi về nhóm ngành bất động sản thì thành có giải thích rõ rồi đúng không một số cổ phiếu là nó test lại cái đường xu hướng nè và nó về đường xu hướng này mà nó bật lên ổn á thì anh chị vẫn canh mua được thành lấy ví dụ như con ntl nè hoặc là con nam long thì bây giờ nó đang có nhịp vượt và hôm nay là nó test lại Nếu bây giờ nó test lại mà nó bật lên được thành công á thì anh chị canh anh chị đầu tư trong những nhịp sắp tới vẫn ổn vẫn ok đó vinhome thì hôm qua thành có chia sẻ với anh chị rồi đúng không nếu mà cái cổ phiếu này thành có chia sẻ với anh chị rồi đúng không Thành nói là nó đi tới vùng này là nó hết cái biên độ của nó rồi Nó khó mà nó tăng cao nữa Nên là cái việc nó quay đầu nó điều chỉnh là hoàn toàn hợp lý Thì cái vùng mà thành kỳ vọng nó điều chỉnh là về quanh 52 Đó anh chị là muốn đánh một cái nhịp nữa Thì canh cái nhịp này để quay lại đánh trong những giai đoạn sắp tới Đối với ông Vinh à, à, Những ông như ông SCR nè Nó vẫn giữ quanh được cái vùng giá 8 Đấy nó vẫn giữ quanh được vùng giá 8 này Và khi nào mà nó test về nha đây test về cái đường xu hướng này mà nó bật lên được thì anh chị canh mua anh chị canh đầu tư nó vẫn khá là ổn khá là ok ở thời điểm hiện tại anh chị nào có đầu tư thì lưu ý hoặc là đất xanh cũng tương tự như thế đấy nó quanh cái vùng kháng cự này thì nó chưa vượt cây được là điều dĩ nhiên rồi anh chị tại vì cái vùng này là vùng kháng cự khá là mạnh nó phải cần nhiều thời gian hơn thì nó mới vượt qua được đấy nên là khi mà nó đụng vùng kháng cự này nó quay đầu nó điều chỉnh là một cái điều hoàn toàn hợp lý ha nên là khi mà nó điều chỉnh về nó test về lại những cái đường xu hướng phía bên dưới á, thì anh chị xem xét cái cơ hội để mà mình canh mình mua trong những giai đoạn sắp tới nó sẽ ổn hơn và sẽ tốt hơn rất nhiều trong giai đoạn tới ha rồi, DG thì cũng tương tự như vậy. Hôm qua Thành có hướng dẫn cho anh chị rồi đúng không? Thì chúng ta chờ một cái nhịp vượt. Nhìn chung á, là về chỉ số ngày hôm nay á, là nó đã đóng cửa trên cái kháng cự rồi. Nhưng mà nó chưa dứt khoát anh chị ha. Nó vượt chưa dứt khoát. Anh chị thấy là nó đóng cửa vẫn là không phải là cao nhất phiên. À, nên là chúng ta cứ theo dõi một hai phiên. Nếu mà nó test về cái trend này bật lên được. Hay là nó vượt hẳn luôn á. Thì anh chị canh anh chị đầu tư vẫn ok. Đó, là như con HDC nè. Đấy. Còn HGC thì nó đã nó đã vượt phiên hôm qua rồi, nhìn chung là con này nếu mà về vị thế mua mới nữa thì anh nghĩ là không có cái điểm mua à, Đoạn này á nó là cái nhịp tăng cuối cái sóng cuối của thị trường rồi, hoặc là sóng cuối của các cổ phiếu phần lớn rồi. Nên á là nếu mà anh chị lỡ nhịp mua ở trong những cái 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 giai đoạn này thôi á thì anh chị chấp nhận mình bỏ sóng cuối luôn, mình không đánh nữa. Mình chờ cái cơ hội mới những con sóng nó mạnh hơn để mình đánh trong những giai đoạn sắp tới. À thành nghĩ cái đó là một cái cách tốt nhất để mà anh chị quản trị vốn cho mình ở thời điểm hiện tại nha. Đó, anh chị nào có đầu tư thì có thể là là lưu ý thêm cho giai đoạn sắp tới đấy ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là những cái con bất sản như con KDH này, nè này, nó vượt rồi thì bây giờ nó test lại đấy bắt đầu quá trình nó test lại và nó vẫn còn cái đường xu hướng ở phía bên bên dưới thì bây giờ nó test lại cái đường này đấy thì nó test lại đường này nếu mà test ổn thì chúng ta vẫn vẫn nắm được đúng không ạ à? đó tiếp theo là con CEO, CEO thì nhịp hôm qua nó đã vượt rồi, thì hôm nay nó vẫn duy trì trên được cái kháng cái cái hỗ trợ này khá là tốt. thì bây giờ chúng ta theo dõi một hai phiên nữa đi. nếu mà nó cứ test về hỗ trợ này mà nó bật lên được á, thì nó vẫn còn cái đà nó về lại quanh đâu đó khoảng quanh 30 trong những cái đoạn sắp tới. À, tùy góc độ đầu tư của các anh chị nhé. rồi Tiếp theo chúng ta thấy là con IDJ IDJ thì hôm nay có những nhịp vượt nhưng mà nó vượt chưa dứt khoát Nó cũng giống DIG đó Nên là chúng ta cần một hai phiên nữa để xem là nó có bứt thoát khỏi cái cái vùng kháng cự này ổn hay không Trong những phiên giao dịch sắp tới Thì hôm nay có một cái ngành khá là nổi bật mà hôm qua Thành cũng đã có bật mí cho anh chị rồi Đó là nhóm ngành điện Hả? Thì điện ngày hôm nay như là BC1 nè Đấy hoặc là G nè tăng cũng rất là tốt Mặc dù là do áp lực của thị trường nên là cái đà tăng của nó không đóng cửa cao nhất phiên thôi nhưng mà cái nhịp tăng của nó vẫn tốt hơn so với phần còn lại của thị trường chung đúng không ạ à? đấy hôm qua thành có gợi ý là bc 1 gr rồi đúng không hdg thì nó đã chạy nhịp trước rồi à, Không con bao thì ở nhịp này thì anh chị nào muốn đánh ngành điện nữa thì chú ý lại con bao thôi tại vì ở đây nó đang gặp kháng cự và thành thấy là anh tích lũy lại cũng khá là ổn rồi nên là anh chị theo dõi một hai viên sắp tới nếu mà ổn thì anh chị canh đánh con bao được vẫn rất là tốt trong giai đoạn sắp tới nha anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý thêm à. rồi thì hôm qua có chia sẻ cho anh chị một những cái nhóm ngành mà nó ở bên ngoài như là thủy sản đúng không đấy như là thủy sản đúng không bây giờ cái nhịp này nó phải vượt hẳn á nó vượt hẳn cái đường cạn chéo này á như có arv á nó vượt rồi á thì anh chị đánh nó sẽ ok hơn hoặc là có IDI có những cái nhịp test những nhịp rung lắc về quanh 12 á thì anh chị canh anh chị đánh vẫn khá là ổn cho cổ phiếu này trong những cái đoạn sắp tới đó đó là về những cái cổ phiếu mid cap khác khu công nghiệp thì như là nói rồi nha đoạn này thì nếu mà mà, mà ai có hàng thì có nắm giữ thôi còn mua mới thì thành nghĩa là không có mua nữa trong giai đoạn sắp tới đầu tư công tương tự như vậy ai có hàng thì nắm giữ thành nghĩa là sắp tới nó sẽ có một cái nhịp rung lắc nhẹ rồi sau đó nó mới lên tiếp được những cái con đầu tư công như thế này nè đó thì nó sẽ có một cái nhịp rung lắc nhẹ rồi sau đó nó mới lên tiếp được trong giai đoạn sắp tới chứ nó chưa thể nào mà có một cái động lực để mà nó lên ngay được à, à, rồi những ông mít cáp thì mình có cảng biển đúng không cảng biển thì mình sẽ có gì à có HAH nè đó Đấy, nhìn chung đoạn này anh chị cứ canh mấy con mít cáp mà nó tăng được nó nó vừa bật tăng á, thì anh chị canh đánh vẫn ok à, hoặc là chem mà đẹp đấy những con mà mít cáp nó vừa bật tăng thì anh chị theo dõi để mà anh chị canh đánh ở thời điểm hiện tại còn những cái con kia thì nó đã tăng nhiều rồi nên là cái cơ hội của mình nó sẽ sẽ không còn nhiều nữa à, dầu khí thì anh chị cứ giữ hàng đó các cổ phiếu dầu khí thì anh chị nên giữ hàng ở thời điểm hiện tại để mà mình 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 mình, mình nắm giữ đối với các cổ phiếu này mình hạn chế chuyển đổi lung tung tại vì nó vẫn giữ nhịp tốt và nó chả vi phạm gì hết thì mình cứ nắm giữ thôi ha anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý gần như các cổ phiếu dầu khí thì nó vẫn đang giữ nhịp tốt thôi nên là anh chị có hàng thì anh chị cứ nắm giữ không có vấn đề gì phải lo ngại ở thời điểm này hết ha rồi đó và những cái nhóm ngành mà đi sâu á, thì chúng ta cũng có thể kể đến đó là dịch may dịch may thì hôm nay nó chạy rồi à. như con VGT thì nó đã chạy rồi à, hoặc là con TNG thì hôm nay nó chạy nhưng mà nó cũng chưa có dứt khoát đúng không ạ đó thì những nhóm ngành này nó cũng đã chạy rồi như nên là cái điểm mua cho anh chị nó sẽ không còn được tối ưu nữa ở thời điểm hiện tại đúng không Đấy, thì những cái nhóm ngành khác thì có thể là kể đến cái nhóm lương thực thì hôm trước thành có khuyến nghị anh chị con SBT và con ban đúng không? Thì con ban những cái nhịp này nó vượt rồi nè, đó là nó có những nhịp trung lắc hoặc là ít nhất là nó vượt hẳn cái vùng kháng cự phía bên trên quanh 18.67 á, à, 18.7 á thì lúc đó anh chị canh anh chị mua trong những giai đoạn sắp tới nó vẫn khá là ok. Đó, hoặc là con đường, đường thì chúng ta có SBT hôm nay con là LSS tăng trần rất là tốt nè đấy à, thì chúng ta có thể là kỳ vọng cho con SPT trong những nhịp giao dịch sắp tới à, vì hôm nay cái khối lượng nó cũng khá là ổn á chứ không phải là nó quá quá tiêu cực quá xấu đâu mặc dù à, một phần là áp lực cho thị trường nữa à, đấy nó chỉ cần vượt lên khỏi cái vùng nền này thì anh chị vẫn canh đánh được trong những nhịp giao dịch sắp tới à, đối với cái ngành ngành đường ở thời điểm hiện tại còn những cái ngành như liên quan tới vật liệu xây dựng như xi măng đá xây dựng thì nó cũng khá là giống đầu tư công cái điểm mua thành đã báo trước đó rồi thì bây giờ gần như là nó không còn một cái điểm mua đẹp nữa thịt heo á, thì có thể chú ý cho thành con HAG ha anh chị thấy là con HAG này đánh đúng nhịp đúng không nó đánh rất là đúng ha có nghĩa là nó vượt nè nó test lại nè rồi xong nó lại tăng tiếp đó thì nếu mà anh chị nào có thích mua mới thì vẫn có thể là canh mua được đối với cổ phiếu HAG trong giai đoạn sắp tới và thành nghĩ cái đà này á, con HAG vẫn có khả năng nha vẫn có khả năng nó về lại được cái đỉnh cũ á, từ 9.5 cho tới giá, giá 10 ở giai đoạn tới nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý nó sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để mà anh chị kiếm tiền đối với cái cổ phiếu HAG ở thời điểm hiện tại ha à, rồi ok thì đó là những cái chia sẻ những cái góc nhìn của Thành về thị trường ở thời điểm hiện tại nhìn chung thị trường vẫn đang trong giai đoạn rằng co và hấp thụ mà rằng co và hấp thụ á, thì dòng tiền nó sẽ tìm đến các cổ phiếu mid -cap nhiều hơn nếu anh chị tận dụng được tốt thì anh chị chuyển sang các cổ phiếu đó còn nếu không thì anh chị vẫn nắm các cổ phiếu của mình các cổ phiếu đang hút tiền như nhóm ngành khu công nghiệp nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành đầu tư công nhóm ngành dầu khí à, những cái nhóm ngành đó vẫn đang hút tiền rất là tốt thì mình cứ yên tâm nắm giữ khi mà cổ phiếu nó không có vi phạm gì hết à, mình hạn chế chuyển đổi lung tung cổ phiếu nó sẽ rất là khó để mà anh chị đầu tư hiệu quả ở thời điểm này rồi ở một số ngành anh chị có thể là chú ý thêm nào là đường nào là lương thực nào là thịt heo nào là gì à, nào là bất động sản à, nào là thép đó thì anh chị có thể chú ý là một số cái cổ phiếu đấy để mà chúng ta kiếm lợi nhuận tốt hơn cho cái việc mua mới của mình trong giai đoạn sắp tới và đầu tư như thế nào không quan trọng lưu ý là danh mục mình không nắm nhiều hơn là năm sáu mã cổ phiếu trong một cái danh mục nha chỉ nắm tầm đó thôi không nắm quá nhiều để mình dễ quản lý và mình tiện theo dõi đối với các cổ phiếu trong danh mục của mình rồi ok cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay của thành nếu mà anh chị thấy video hay thì có thể là đăng ký kênh hoặc cho thành một like để thành có động lực làm những video tiếp theo chia sẻ cho các anh chị và anh chị cần hỗ trợ thêm cổ phiếu nào nữa thì có thể là bình luận phía bên dưới à, thành sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các anh chị ha cảm ơn anh chị rất là nhiều chúc anh chị có một phiên giao dịch ngày mai thật là thuận lợi nhé.